Bên xin pao ra bắn đai so thôi. Xin một con pao ra bắn hết những voi hiêu xung quanh nhà đai so, sau đó đê con pao đó đi. Thế là được. Đai so sẽ kêu rời cái đất vì nhà quá nghiệt ngã. Yes. Vâng, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, đúng là đánh hay thì thường quân đẹp, mà quân đẹp thì thường bài nó đẹp theo. Tôi biết ngay mà. Hai voi cho mà xem. Vâng, đúng là hai voi luôn, đang đứng chụp đầu vào nhau. Có vẻ như đây là đang tâm sự. Tơ, vâng, cũng là một quân mà nỗi khiếp sợ của bất kỳ ai khi đánh map lag solo. Vâng, tơ thì cái việc ép đầu trí nó đơn giản quá. Nhìn thấy hai voi đã cảm tưởng như một việc ép đầu chín rồi. Vâng, có hươu luôn, lùa về nhà thôi. Vâng, trận này khó cho Hải Phòng Pao rồi. Vâng, thua vẫn ấm, vâng, thua vẫn rất ấm ức vì là cầm quân xấu hơn. Vâng, vừa rồi là pha phi hươu nhảy hai bước của huyền thoại Dinosaur. Gỗ đầu hơi xa. Không phải là hơi mà là chỉ có một cây gỗ gần thôi. Vâng, một con hươu anh phi cho chết rất xa nhà chính nhà mình, không hiểu tại sao như vậy, rất không tiết kiệm thịt hươu. Vấn đề của đai so việc có lẽ tìm ra rừng. Vâng, đã có một cánh rừng rồi. Vâng, quả phụ ở đây luôn. Đúng là đánh hay thì thường bài đẹp. Daiso là một bài chuẩn với tất cả mọi quân đánh AOE, đánh đế chế. Nhưng vấn đề đây là pơ thì sự khác biệt nó sẽ rất nhiều. Một cái rừng thông khá đẹp rồi. Và những con hươu trong bầy hươu đầu vẫn đang được huyền thoại chúng ta đưa về nhà chính. Thêm một cái rừng nữa. Nhưng với pơ thì cũng chẳng cần nhiều. Vâng, đai so chuẩn bị thiết kế chiếc S đầu thôi. Vâng, một chiếc ME. Trên này ta cùng chờ xem đai so đánh bao nhiêu dân. Gỗ đầu rất xa, khá tù. Vâng, gặp rồi. Nông dân của Hải Phòng Pao rất gần với nhà đai so. Vậy trận này lại chết sớm thôi. Vâng, ở xa đai so không tìm đến nhà thì còn đỡ. Đây, nông dân lại gặp nhau. Vâng, hai nông dân đi dò của Hải Phòng Pao và Daiso gặp nhau. Như vậy sẽ là quá bất lợi cho Hải Phòng Pao. Vâng, chiếc BS của Daiso chết BS nhân đôi giữa cánh rừng thông và cánh rừng già. Vâng, tại sao vẫn chưa câu voi về? Vâng, bắt đầu câu voi rồi, 22 dân. Vâng, anh vẫn đóng thêm me làm cái gì đây? Bài này đánh 23 dân thì càng khỏe. Omis.
Oklahoma? Almas. Rogan? Almas. Zoconta. Donna E? Rogan? Almas. Rogan? Almas. Almas. Yuri? Batata. Donna E? Almas. Lori? Almas. Lori? Almas. Almas. Ebertada. Oklahoma? Ebertada. Almas. Almas. Yuri? Lori? Almas. Almas. Ebertada. Almas. Oklahoma? Ebertada. Papadakis. Donna E. Papadakis. Rogan. Ripkin. Almas. Almas. Lauren. Oklahoma. Almas. Yuri. Papadakis. Ripkin. Ripkin. Almas. 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 Ripkin. Papadakis. Ripkin. Papadakis. Vâng, quay trở lại trận đấu, một trận đấu đánh lô vàng ở đây. So như đã thành công này, anh đang công vào nhà. Vâng, Panther không hề xoắn. Vâng, Pan tôi thấy đang rất hì hục ăn quả, chưa hóa lên đời ba, khá nghiệt ngã trong một trận cầm Pan. Tôi ở đây so thì bài chuẩn. Vâng, vàng bo kín rồi, lạc đà đã tới. Mâm công, anh có xin quẩy không cho nó phiêu. Vâng, nông dân ăn quả, bây giờ mới cắt ra đi đào vàng, ngựa giò sẽ nằm xuống nhưng cũng chẳng thành vấn đề khi mà lạc đà đã hành lạc hết sạch nông dân của Hải Phòng Pao ở bãi quả An Hoàng, và nông dân đi bắt đầu cầm cuốc đi đào vàng rồi. Vâng, giờ này còn cầm cuốc kiểu gì đã sọ công phù luôn. Nông dân chặt khổ cũng chết nốt. Vâng, Parmesan không biết anh đánh được bao nhiêu dân thì bây giờ chết mất quán nữa. Vâng, thôi thì chúng ta làm lại từ đầu. Vâng, gõ 1 rồi, tỷ số là 2-0 cho Daiso. Có lẽ sẽ phải có một bài nghiệt ngã cho Daiso để các game thủ giao lưu với anh có cơ hội. Vâng, đánh hay nhưng bài lại quá giàu như thế này thì đối thủ sẽ không có cờ bật. Chúng ta sẽ chờ đợi.